Báo cáo thị trường chuỗi cung ứng lạnh 2024 do FinGroup mới phát hành cho biết, nguồn cung kho lạnh tại Việt Nam dự kiến tăng 70% trong 5 năm tới, tăng từ 1 triệu lên 1,7 triệu pallet với 13 dự án mới. Theo FinGroup, đến năm 2023, top 5 nhà cung cấp kho lạnh dẫn đầu thị trường, bao gồm Linus Logistics, Chelsea Hùng Dương, AJ Total và Hanaro TNS. Tổng cộng 10 công ty hàng đầu chiếm đến 46,5% thị phần. Kho lạnh là một phần trong chuỗi cung ứng lạnh đạt quy mô 211,2 triệu đô la vào năm 2023. Ngành này phát triển bởi nhu cầu xuất khẩu hải sản, nhập khẩu thịt, phân phối trong nước trái cây, rau quả, sữa và dược phẩm.